Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy? Vâng, câu hỏi của em muốn hỏi chương trình là bây giờ em đang ở lính ạ. Em đang yêu một người như là con gái là gần 35 rồi. Vâng. Thế nhưng mà em đang không chuẩn bị ra quân thì cô ấy gọi là đi lấy chồng á. Vâng. Là đi lấy chồng được mấy tháng, thỉnh thoảng lại vẫn gọi điện lại cho em. Kiểu như là hai người muốn ly hôn với người kia đấy ạ, lấy chồng đấy ạ. Thì em nghĩ rằng là đang hình như cô ấy đang muốn quay lại thì em không biết là xử lý thế nào. Em nhiều lần cũng nói rồi nhưng thì em không biết làm nào, em muốn tuyên truyền giải thích cho em ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ giúp bạn ạ. Em ơi, đã yêu nhau 3 năm xong rồi đột ngột cô đi lấy chồng đúng không? Vâng. Và cái cơn đau của mình nó cũng qua rồi, lúc ấy thì mình sốc lắm, buồn lắm, nhưng bây giờ thì nó cũng nguôi rồi và chấp nhận cái chuyện là người yêu đi lấy chồng. Nhưng mà gần đây thì cô lại cứ gọi lại và cô mới nói rằng là cuộc sống của cô ấy có những điều trục trặc bất hạnh đúng không? Cuộc sống của cô đấy đang bảo là ở trong gia đình nhà đấy thì không được tốt và không được đấy. Ừ. Thế Vâng. này, có bao giờ cô hẹn gặp riêng em xong rồi khóc mếu rồi ôm chầm lấy em nói rằng là em vẫn yêu không? Thế nào có một lần em gặp cô đấy Ừ. thì cô đấy cũng tâm sự và như đấy, nhưng em không, em chỉ là bây giờ cái đấy qua rồi thì em chỉ là coi như là một người bạn bình thường thôi ạ. Ừ. Thật ra Vâng. thế này, cũng không nên coi cô như một người bạn bình thường, bởi vì cô là một người con Vì gái là có chồng không, bởi vì mà. là đang cuộc sống của cô đấy đang có cuộc sống riêng rồi, em đang muốn đi tìm cuộc sống riêng mới của em, nên là Ừ. em không muốn là quan hệ kiểu như là ngày xưa nữa, Ừ. nên là em không biết là giải thích cho cô đấy như thế nào để cho cô hiểu. Em muốn chương trình hãy cho em một lời khuyên ạ. Chỉ cần nói với cô rằng là tất cả đã muộn rồi, không có gì thay đổi Vâng. được. Thôi thì nếu như em có quá buồn thì anh em mình nói chuyện qua điện thoại một chút. Thế còn cũng không nên gặp gỡ, không có những gì quá đáng, vì có thể là biết đâu tình ai lý gian, người chồng lại nghĩ rằng là vì cái mối quan hệ của chúng ta như này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của họ ấy. Và hai nữa là mình cũng chẳng bao giờ mình lại nghĩ đến chuyện là cô ấy lấy chồng xong bỏ người đó đi xong bây giờ lại quay lại bảo là yêu mình. Chắc em không bao giờ em nghĩ đến tình huống là lại nối lại xong rồi là đám cưới rồi lấy nhau đúng không? Vâng. Ừ, thôi không có duyên với nhau thì chúng ta còn nhiều cái cửa khác, không thiếu gì những đối tượng để phù hợp và hạnh phúc hơn. Không có quá nể nang, thương xót quá đà để rồi có những cái hậu quả không hay. Thế còn thì mình chỉ cần nói là anh cũng đang rất là bận dịp này, đang chuẩn bị làm hồ sơ giấy tờ để chuẩn bị xuất ngũ và cuộc sống sau này cũng không biết thế nào. Nếu như khi nào anh về quê mà ổn định cuộc sống rồi có thể là anh sẽ liên lạc với em. Thôi bây giờ thì cuộc sống nó đã như thế, em đã lựa chọn cái con đường như vậy, em hãy gắng cùng với lại chồng để mà ổn định cuộc sống gia đình. Đừng cho cô bất cứ một sự hy vọng nào, có thể cô còn trẻ, đặc biệt lại lại là phụ nữ, đôi khi cũng cứ tưởng tượng viển vông. Thế thì đừng để cho người ta những cái hy vọng nào đó rằng là bây giờ nói là rất yêu anh, biết đâu anh quay trở lại rồi anh tha thứ cho mình, thế là mình về mình bỏ chồng vân vân. Nhiều khi có những quyết định sai lầm thì mình cũng là người mắc lỗi. Vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Hy vọng rằng bạn sẽ có giải quyết đúng đắn với cô người yêu của mình. Chào bạn. Tôi muốn năm nay tôi 59 60 tuổi rồi. Oh, Tôi xin muốn lỗi chào anh hỏi ạ. Vâng, chào anh ạ. chương trình là năm 80 tôi đi bộ đội mà. Dạ vâng. Thế chúng tôi ở đơn vị chúng tôi huấn luyện, khi chúng tôi lên đường lên biên giới thì lên đường lên biên giới thì bạn tôi ở đi quân ấy, thì suốt 3 tháng ở đấy thì chúng tôi không nói gì với nhau. Thế nhưng khi đến khi tuyển quân thì bạn tôi cứ khóc mếu suốt đêm, mà chia tay đúng giờ tôi lên biên giới suốt đêm cũng chẳng ai nói với ai một câu nào. Thế từ sau đấy tôi lên biên giới thì tôi cũng về được một lần và cũng gặp nhau một đêm nữa, lại cũng chẳng nói chuyện được gì với nhau. Thế và cho đến bây giờ đã gần 45 rồi, mà bây giờ tôi muốn hỏi chương trình là không biết là có nên tìm lại người bạn đấy không. Chúng tôi rất áy náy, tôi rất áy náy. Bạn gái hay là bạn trai? Bạn gái ạ. À, rồi. Bạn gái tôi ở Như Quân mà. Tức là có hai lần nằm với nhau cả đêm mà chả nói được gì Đã với nhau. là ngồi ở doanh trại thôi, nhưng mà trong doanh trại trong nhà dân. Thế hỏi thật, anh 59 tuổi thì cái hồi năm 80 ấy thì ngồi kể với nhau cả đêm thì sao, có làm gì nhau không đấy? À xin lỗi anh, là bây giờ cầm tay nhau còn còn sợ.
À, rồi tưởng hồi ấy mà có làm gì nhau biết đâu, có thằng cu ba mấy tuổi giờ. Vâng, nếu mà có sản phẩm thì tôi đã không dám hỏi bác Đinh Đoàn. Từ ngày ý thì anh chị có liên lạc gì với nhau không? Khi tôi về Lạc Quân thì không thể không tìm được, bây giờ tôi chỉ có mỗi địa chỉ thôi, còn kỷ niệm nhau với ảnh thì cho tôi vượt sông ướt hết ảnh ảnh lúc bây giờ không như bây giờ. Rồi. Tôi muốn là bác Đình Đoàn, bác tư vấn xem là có nên phải tìm lại, có nên tìm lại hay không. Rồi, 59 tuổi là con cháu đầy huề rồi đấy ạ. À dạ vâng ạ, có một cháu nội với hai cháu ngoại thôi. Thế là ông nghỉ hưu chưa? Bây giờ nghỉ hưu về anh ạ, vừa rồi lĩnh tiền 162, bây giờ về nghỉ hưu ở trông cháu thôi. À rồi, chúc mừng ông. Bây giờ nghỉ hưu rồi, rảnh rỗi đi tìm lại bà người yêu ngày xưa, đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào anh. Vâng ạ, cháu ạ. Thật ra thì đúng là anh Thành Văn anh ấy cũng còn trẻ cho nên anh ấy không hiểu được, chứ còn tôi với anh là tuổi nó cũng cùng một thế hệ cho nên rất nhiều cái đoạn ngày xưa anh em mình nó trong sáng, mà thậm chí không phải ngồi đâu mà cả nằm ở trên giường rồi có khi cũng khoanh tay trước ngực cũng chả dám làm gì, thở còn chẳng dám thở, đúng không ạ? Vâng Mà ạ. cũng chính vì những cái năm tháng như thế mà mình mới được rất là nhiều thứ, chứ nếu mà cứ như thanh niên bây giờ chắc chết, đúng không? Vâng Thì tôi hiểu cái tâm sự của anh, cũng chẳng Vâng phải mình tham rằng là bây giờ có vợ con tìm lại cô ấy để được cái gì, cũng chẳng Vâng. phải bảo để gặp lại cái bà mình bây giờ năm chín chắc chị cũng phải năm bảy năm tám, cũng chẳng phải gặp để nói rằng là ngày xưa anh chưa yêu em bây giờ anh nói yêu em, tất cả không phải. Nhưng con người nó là cái người mà bao giờ người ta cũng sống vì kỷ niệm, mình trăn Vâng. trở đã có những giây phút rất là đẹp ở bên nhau và muốn đấy, rất nhiều người nhá, bây giờ 60 70 tuổi rồi, bỏ hàng đống đồng tiền chỉ để lại thăm lại chiến trường xưa để làm gì đâu, đứng trên cái ngọn đồi để sống lại những giây phút đấy, ngày ấy này này, tao với chú Hùng với chú Tiến này đứng ở chỗ này này bắn quả pháo sang đồi bên kia, ví dụ như vậy, Vâng. mà trong lòng thấy nó mãn nguyện lắm. Thế thì Vâng. con người nó làm đặc biệt lắm, người ta sống bằng kỷ niệm rất là nhiều. Vâng. Tôi cũng xin lỗi với anh là đến năm vừa rồi tôi mới nối lại với những bạn ngày xưa học cùng lớp 10 với mình, mới tái lập lại được hội đồng môn đấy. Thế và bây Vâng giờ thì thấy nó sung sướng lắm. Thỉnh thoảng anh em gặp nhau năm mươi mấy tuổi rồi nhưng mà mày tao rồi là cậu tớ cũng thích lắm. Vâng. Anh thì ngoài cái địa chỉ của cái đơn vị ra, anh có cái địa chỉ của làng quê của chị ấy không? Có ạ. Thế thì bây giờ nhá, anh sẽ làm một chuyến như thế này. Vâng. Trước hết là chưa công khai điều gì đó với lại bà con dân làng hay là với bà xã hay là với các con các cháu, Vâng. ông có bảo ông đi giao lưu gặp mặt các bạn đồng ngũ. Bây giờ Vâng. rất nhiều người đồng ngũ ngày xưa, xong rồi ai còn ai mất, những người còn lại lưu lạc ở các nơi, người ta liên hệ với nhau rồi, người ta gặp nhau rồi vân vân, cũng vui. Về đúng Vâng. cái làng ấy hỏi xem là đấy năm 80 năm nhé, có cô như thế không biết bây giờ bà ấy ở đâu, bà ấy đâu, trước hết phải đăng Vâng. được bà. Mà trong làng người ta cười, nó bảo đấy bây giờ bà ấy lấy cái ông chủ tịch xã đấy, nhà bà ấy to tướng cái kia, à thì mình biết. Thế hoặc là Vâng. người này người khác nói rằng là sau đấy thì cô ấy có lấy chồng xong theo chồng bây giờ và sống ở trong Kiên Giang hay Đồng Tháp gì đó. Việc đầu tiên là Vâng. mình phải xác định tọa độ của chị xem hiện nay chị đang ở đâu đã, đúng không? Vâng. Xác định được rồi mà thấy rằng là không quá khó khăn thì mình gặp đàng hoàng. Ví dụ như Vâng. nói rằng là đấy nhà cô ấy đấy mà bây giờ cô ấy lấy chồng nhưng mà có hai đứa con bây giờ cũng lên bà ngoại bà nội rồi nhưng mà chồng mới mất năm ngoái. Mình vào mình Vâng. chơi giới thiệu là nhớ là năm 80 thế này thế khác. Thế Vâng. và thôi dừng lại ở những cái chuyện nhắc lại kỷ niệm như thế, cho nhau gói bánh rồi là lấy cái chỗ đi lại thỉnh thoảng, mời nếu mà hoàn cảnh của chị nó không không vất vả, người còn khỏe mạnh thì lúc nào xuống dưới anh chơi ở dưới Hưng Yên đúng không, anh Hưng Yên đúng không, Vâng đi lại như thế con người ta có phải đâu chỉ có mỗi cái ăn đúng không, cũng có cái ạ. bạn cái bè cái giao lưu. Thế xong rồi chị mà xuống Hưng Yên trong cái giới thiệu bà xã đây cô này ngày xưa là bố chiến đấu ở trên biên giới này, cô này chính là cô mà cứu thương, cô băng biên bó vết thương cho đợt vừa rồi với vô tình mới gặp lại bây giờ này. Anh em ngày xưa kia nói là đây là ân nhân, là tự Vâng. nhiên hai nhà chơi thân với nhau, thỉnh thoảng anh lại lên nhà cô nếu mà cô có chồng nữa lại làm con gà xong rồi một hai chai với nhau cũng vui không, thỉnh thoảng lại mời cả vợ chồng nhà anh ở trên núi xuống dưới mình chơi một đôi ngày, các cháu lại đi lại, thành ra thêm anh thêm em có mất cái Vâng. gì đâu,
tôi tưởng nó như từ hôm qua, bởi vì là cả đơn vị đang hát bài Ngày Mai Anh Lên Đường thì bắt đầu là cô tìm tôi là hai đứa ngồi đến sáng luôn. Vâng. Đấy. Chẳng dám hứa hẹn gì. Không, chính vì không hứa hẹn gì thì bây giờ anh còn tìm. Nếu như hôm ấy mà xong khi hát bài Ngày Mai Anh Lên Đường, Ngày Mai Anh Ra Chiến Trường, Đêm Nay Bên Em Giữa Lòng Thành Phố Yêu Thương, đúng không ạ? Vâng, sau đấy dắt nhau lên đồi mà lại có chuyện này chuyện khác rồi á, chưa chắc bây giờ đã dám gặp nhau. Vâng. Đấy, chính là cái nó trong sáng như thế và cái kỷ niệm nó mới sống mãi cho đến bây giờ. Hay lắm, vâng. Đẹp lắm anh ạ. Đi đi. Vâng. Nhá. Vâng. Tôi cảm ơn bác nhá. Cảm ơn chương trình. Vâng, chào anh ạ. Vâng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Hà Nội. À, em muốn hỏi là trong một thời gian 2 tuần qua ấy, em có quen một người ở nước ngoài nhưng mà tên Facebook đấy. Ừ. Thì cũng nói chuyện thì không biết tiếng nhưng mà mình nhắn tin lại nhau thì nó hiểu hết luôn, mà nó cũng biết hết tiếng nước ngoài Việt Nam cho mình luôn. Rồi. Thì nói chung là cũng giao dịch bằng tin nhắn như thế là bên nước mình. Rồi. Thế thì họ mới kể là họ đã có gia đình, có một đứa con gái. Ừ. Thế vợ chồng ly hôn là đã được 9 năm rồi. Ừ. Bây giờ là muốn đi tìm hạnh phúc khác. Ừ. Thế thì hôm thì bất ngờ ý bảo là cho kết bạn Facebook thì cũng đồng ý cho kết bạn, thì họ mới kể chuyện như thế. Ừ. Thế thì em cũng là nói chung là cũng đùa cho nó vui thôi, chứ cũng không phải là thật lòng lắm có bạn như thế. Ừ. Thế thì người ta mới bảo là nếu là bạn thân của người ta đấy thì người ta rất là chân thành cảm ơn và người ta thật lòng. Ừ. Thế thì nói chung là cũng nhắn tin một thời gian tầm 2 tuần thì hỏi bảo là mình cần cái gì thì bảo người ta viện trợ. Ừ. Thế thì em mới bảo là thế thì nếu anh mà có lòng thảo tâm như thế thì anh viện trợ cho em một ít tiền đi nữa, vậy là tiền nửa bếp của anh thôi được không? Nếu mà được em cảm ơn anh. Thế thì mấy hôm sau thì họ nhắn tin lại bảo là bây giờ họ gửi sang. Đấy, họ gửi sang thì họ bảo là đây là anh rất vì là tin cậy em và gọi là em là một con người còn lại của anh chẳng thế. Thì em cũng chưa trả lời là yêu họ đâu, nhưng mà họ bảo là bây giờ em vui lòng nhận thuốc quà mà em yêu cầu anh gửi ấy. Ừ. Thì em bảo là chỉ một số tiền nhỏ nhỏ thôi chứ còn nói chung lớn như thế thì em không dám nhận. Thế thì sau họ bảo là gửi trong cái hộp đấy thì đó là tiền đô la, là chỉ có tiền đô la Mỹ không và một cái đồng hồ. Ừ. Nói thẳng như thế. Thì em mới hỏi là bây giờ mình không biết nghĩ làm sao, mới quen được 2 tuần như thế mà bây giờ bảo là gửi một mấy tiền đô la như thế với lại một cái đồng hồ bằng vàng như thế thì mình không có thể đủ khả năng để mà nhận. Rồi. Vâng. Thế thì mình phải chuyên gia là bây giờ một thì người ta lừa mình, hai nữa thì mình phải mà nhận được lấy tiền thì mình sẽ là người ta. Đấy, thế thì hai phương pháp như thế nhờ chuyên gia là tư vấn. Với lại một câu nữa là hôm qua và ngày hôm nay họ bảo là họ gửi về là Việt Nam là sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Ừ. Thì bây giờ người ta điên đến tận nơi cho thì phải lô 23 triệu tiền quốc. Ừ. Để nhận số quà đấy tại rồi. Chỗ ở luôn. Rồi. Đấy, thì tôi mới hỏi thêm chuyên gia tư vấn là mình nên nhận hay không nên nhận, nhưng mà theo ý tôi là tôi không bao giờ được nhận. Rồi. Tôi đã nhắn tin sang bên nước đó bao nhiêu lần bảo là em rất chi là cảm ơn anh nhiều nhưng món quà của anh gửi sang quý giá thế em không bao giờ em chấp nhận, anh vui lòng gửi lại có lại như thế thôi. Rồi, bạn năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? 38. Thế à, thế đã lấy chồng rồi có con chưa? Ừ, có chồng 2 con rồi. À, thế mà vẫn cứ lên mạng chat chít với cả Facebook và với cả đàn ông ở nước ngoài à? Thì thay ý nghĩa là người ta đòi kết bạn với mình thì mình đồng ý kết bạn, nhưng mà người ta vô thực tế như thế thì thế chồng có biết là mình cứ hay lên mạng chat chít như thế không? Không ạ. À, vì thế à? cũng mới lên thôi. Thế à? Thấy anh ta viết được tiếng Việt thì có thấy thích không? Anh ta bảo là anh ấy lên Google đấy, chuyện đấy dịch đấy. Rồi, cái chuyện đấy là chuyện đơn giản mà, kể cả bạn viết tiếng Việt cho anh ta thì anh ta cũng chuyển ngôn ngữ của bạn sang tiếng nước anh ta được. Thứ hai nữa là cái chuyện anh ta tặng quà với cả đồng hồ thì bạn đã nhận được chưa? À, bảo là hôm nay đi em đến và chiều hôm nay đi em đến thì bảo thế. Rồi, anh ta gửi cho bạn bao nhiêu tiền? Trong đấy anh ấy bảo là trong đấy là 500.000 đô và một cái đồng hồ. Úi dồi, nhiều thế nhỉ.
Thế mà chỉ phải bỏ 23 triệu tiền vận chuyển thôi đúng không? Vâng. Ừ, đơn giản thế. Thế tại sao không nhận nhỉ? Tôi thấy bạn là cái người rất là am hiểu mạng xã hội, có thể là lên face thời gian online trên Facebook là thậm chí đến chục tiếng một ngày đúng không? Mới lên thôi chứ em cũng không dành lắm, em cũng không biết đâu. Rồi, trong khi đó thì cái thời gian để đọc báo, cũng những cái thông tin mà báo chí đưa về chuyện lừa đảo thì hình như là không update, mà chỉ update trên face xem có anh chàng nào bỏ vợ, trốn vợ, chat chít thì cập nhật thường xuyên hơn đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào. Chào anh. Thứ nhất, chưa chắc cái người bạn ấy đã là người nước ngoài mà đang ở nước ngoài, mà có khi là một cậu bé nào đó, bởi vì mình chưa nhìn mặt mũi gì đúng không? Chỉ thấy nhắn tin, thế và mình nhắn tiếng Việt nó nhem nhẻm, nó hiểu, nó bảo nó dịch qua Google, chả phải đâu. Bây giờ thì có một cái đội ngũ mà nó cứ che trẻ như anh Thành Văn này này, nó độ 30, ngoài 30, nó cứ ngồi một chỗ, nó đi nó câu các cái bà tuổi, đứng tuổi, xem rồi bà nào cắn câu thì một là nó sẽ trả được cái nọ thì cũng được cái kia. Nó cũng rảnh việc mà. Cho nên là đừng tin rằng là đấy là một cái anh nước ngoài nào đó mà lại bỏ vợ chết hay ly dị vợ 9 năm mà bây giờ lại lên trên mạng để tìm vợ, xong rồi mới vừa quen được mấy hôm đã gửi một thùng hàng 50.000 đô hay 500.000 đô là không có đâu. Đấy là cái thứ nhất. Có thể là chính là nó đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh cùng với mình, hoặc là thậm chí nó ở ngay hàng xóm nhà mình. Còn việc thứ hai thì đúng như anh Thành Văn có vừa cảnh báo rằng là những cái chuyện mà lừa đảo như là trường hợp của mình thì báo chí đã viết rất nhiều rồi. Cho nên là nó cũng tung ra nó câu cho những người là tham tiền, nghĩ rằng thôi chỉ bỏ 23 triệu tiền cước thì mình sẽ được tận những 500.000 đô với một cái đồng hồ. Nghĩ là vẫn cứ lãi. Thế và người ta mang đến cho một cái thùng, xong mình đưa 23 triệu cho người ta đi mất. Mình mở ra bên trong là một thùng giấy báo lộn này. Hoặc là có trường hợp cũng có 50.000 đô, như 5.000 đô của âm phủ mà chuyên cúng ở chùa ấy. Không có cái chuyện ấy, đời làm gì mà dễ kiếm tiền như thế. Cái này lên trên mạng quen với một cái người vớ vẩn mà người ta cho mình những 50.000 đô hay 500.000 đô thì tôi cũng có thể đóng giả phụ nữ được để tôi kiếm tiền. Thế nên đây là 100% là lừa đảo. Và mình cũng đã rất khôn ngoan, nói thế chứ khôn nó phết chứ cũng không phải dại đâu, là đã nói rằng không nhận. Và bây giờ thì anh ấy có bảo rằng là từ giờ đến chiều hay là đến mai mà người ta sẽ đưa quà đến rồi mình... Quà làm gì là phải có người để 500.000 đô gửi qua đường bưu điện, để có một cái cậu nào đấy nhận chuyển, cứ làm như là ship hàng một hũ mắm của Quảng Nam không bằng ấy. Không có đơn giản thế đâu, nếu đấy là 500.000 đô. Thế thì đừng, thôi, cứ nói rằng xin cảm ơn, không nhận đâu, gửi trả lại đi. Đây là 2.300 đồng cũng không có, chứ chả nói đến 23 triệu. Thế và thôi chấm dứt, không chơi những cái trò... chat chít quà cáp thì được thôi, chơi Facebook cũng được, đi đâu đấy có cảnh gì đẹp thì chụp xong rồi post lên khoe với bạn với bè là ôi sướng quá, Vũng Tàu cực mát, hay là đang ăn lẩu mắm ở bến xe miền Tây ví dụ như thế. Thế cho nó vui thôi, chứ còn thì tất cả những cái mà kết bạn rồi đàn ông rồi tìm nhịp cầu duyên rồi tìm nửa bạn đời hay gì rồi, đặc biệt là còn dính dáng đến quà cáp thì thôi xin đừng. Đều là không thật cả đâu. Nếu mà tình cảm con người mà lại đơn giản như thế thì chắc là cũng chả việc gì cả, cuộc đời người ta phải vất vả khổ sở đi tìm một cái nửa của mình nhá. Rồi cũng khôn đấy, không nhận kệ anh ấy, anh muốn làm sao thì làm. Và từ nay giờ đi thì nói đến chuyện tiền nong, với đặc biệt là anh chả cần cái anh nào mà lại bỏ vợ hay là ly dị vợ 9 năm bây giờ lại muốn làm một nửa của người ta, nốt cuộc đời mình đang có chồng có con, cần nửa của ai làm gì, mình có hẳn một ông chồng cơ mà, đúng không? Nhá. Vâng, hy vọng là bạn sẽ sáng suốt hơn nhé. Rất là cảm ơn anh Đinh Đoàn.